Làm thế nào thường được Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thát Bà Vương, Atula Vương, Ca Lô La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Giả Vương, Nhân Vương Phạm Vương bảo hộ và cung kính cúng dường. Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, làm thế nào thường được 10 ông vua bảo hộ cung kính cúng dường? Một Thiên Vương là chỉ tứ Thiên Vương mà nói. Các vị đó ở bốn hướng giữa núi Tu Di để bảo vệ chư thiên, quản lý các quỷ, cũng là hộ pháp thiện thần. Phương Đông là trì quốc Thiên Vương trấn thủ, quản lý Càn Thát Bà và Tỳ Xá Già, bảo hộ người ở Đông Thắng Thần Châu an toàn. Phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương trấn thủ, quản lý Rồng và Phú Đơn Na, bảo hộ người ở Tây Ngưu Hóa Châu an toàn. Phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương trấn thủ, quản lý Dạ Xoa và La Sát, bảo hộ người ở Bắc Câu Lư Châu an toàn. Hai Long Vương có Tượng Long Vương, Xà Long Vương, Mã Long Vương, Ngư Long Vương, vân vân. Tuy là súc sinh nhưng có thần thông hay bảo vệ cung điện trời, nổi mây mưa xuống, bảo hộ Phật Pháp. Lúc xưa tu hành thì họ hoan hỷ tu Pháp Đại Thừa, cho nên có thần thông nhưng chẳng giữ giới nên làm súc sinh. Ba Dạ Xoa Vương, dịch là Tiệp Tật, khi đi thì đi rất nhanh, gồm có Thiên Hành Dạ Xoa, Không Hành Dạ Xoa, Địa Hành Dạ Xoa, chúng ăn nuốt loài sống. Sau khi quy y Phật Pháp rồi trở thành thiện thần hộ Pháp, Bồ Tát thường thị hiện ra loài này để làm vua của chúng, lãnh đạo chúng làm việc thiện, bảo hộ những người tu hành, thân tâm khỏe mạnh, chẳng bị thiên ma ngoại đạo nhiễu loạn để an tâm tu tập Phật Pháp. 4. Càn Thát Bà Vương, dịch là Hương Thần, dùng hương làm thức ăn, nên thần tỏa hương thơm, chúng chuyên tìm đến chỗ có hương để vì người làm vui mà kiếm ăn, còn gọi là nhạc thần, diễn tấu âm nhạc cho trời đế thích. Khi trời đế thích muốn nghe âm nhạc, bèn đốt hương trên đàn lên thì chúng ngửi hương mà đến. 5. Atula Vương, dịch là Phi Thiên, tuy có phước trời mà chẳng có đức trời. Hóa sinh thì làm vương, thai sinh thì làm thần, noãn sinh thì làm dân, thấp sinh thì làm nô lệ. Atula Vương tay có thể lay động núi Tu Di, làm cho cung điện trời đế thích dao động chẳng an. Cung điện của Atula Vương ở dưới núi Kim Cang, mỗi ngày có ba thời phải thọ uy hiếp đủ sự khổ, đau thương kiếm kích từ trong không rơi xuống vì nghiệp chiêu cảm. Nếu không tránh thì thọ nạn sát vương. 6. Ca Lô La Vương, dịch là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, chim đại bàng cánh vàng. Cánh của nó xòe ra dài khoảng 360 do tuần, một do tuần 80 dặm. Chúng ăn rồng để sống, mỗi ngày ăn một con rồng lớn 500 rồng nhỏ. Lúc sắp chết thì rồng phun khí độc, chẳng được thức ăn, chết ở trên đỉnh núi Kim Luân tự thiêu thân. Chỉ có quả tim chẳng cháy biến thành bảo châu, cũng là châu như ý. 7. Khẩn Na La Vương, dịch là Nghi Thần, vì đầu mọc ra một sừng, hình tựa như người, diện mạo xinh đẹp, khiến cho người sinh nghi. Chúng khéo về tấu pháp khúc trang nghiêm, cũng là nhạc thần của đế thích. Khi trời đao lợi thiện pháp đường có pháp hội, thì nách ra mồ hôi, biết mình sẽ đi đến để diễn sướng ca khúc. 8. Ma Hầu La Giả Vương, dịch là Đại Phục Hành, tức là Mãng Già, còn gọi là Địa Long. Chúng chẳng có thần thông, vì tâm đố kỵ quá nặng, thường phun độc hại người. Tuy hại người, nhưng sau khi thọ sự cảm hóa của Phật Pháp rồi, trở thành hộ pháp thiện thần. 9. Nhân Vương, tức là ông vua. Ông vua thời xưa đa số có công với nước, có đức với dân, mưa gió điều hòa, quốc thái dân an. Ông vua làm việc nhân nghĩa chứ không làm bá đạo, cho nên nhân dân an cư lạc nghiệp. 10. Phạm Vương, tức là Đại Phạm Thiên Vương, tên của ông ta là Thi Khí, tin sâu chánh pháp. Mỗi lần gặp Phật mới xuất hiện ra đời thì ông ta trước hết đến tỉnh pháp. Ông ta có uy đáng sợ, có nghi đáng ngưỡng, cho nên làm Phạm Vương. Người tu hành phải giữ giới luật, phải có định lực, phải có trí huệ. Nếu giới định huệ viên mãn, thì 10 vương ở trên sẽ đến bảo hộ cung kính cúng dường. Bằng không thì 10 vương chẳng ủng hộ bạn, cho nên phải đầy đủ mới có lợi ích. Làm thế nào để được chỗ nương tựa, cứu hộ quy y hướng về đuốc sáng, đèn sáng, chiếu soi dẫn đạo, thắng đạo, phổ đạo của tất cả chúng sinh? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi 10 vấn đề, làm thế nào để lợi ích chúng sinh? 1. Làm thế nào mới có thể làm chỗ nương tựa vào ký thác của tất cả chúng sinh? 2.
làm thế nào mới có thể cứu được tất cả chúng sinh thoát khỏi ba đường ác? 3. Làm thế nào có thể khiến cho tất cả chúng sinh quy y Tam Bảo? 4. Làm thế nào khiến cho tất cả chúng sinh hướng về Phật Đạo ra khỏi ba cõi? 5. Làm thế nào làm đuốc sáng, chiếu phá đen tối cho tất cả chúng sinh? 6. Làm thế nào làm đèn sáng, mở bảy bến mê cho tất cả chúng sinh? 7. Làm thế nào khiến cho quang minh chiếu sáng khắp, làm mắt cho tất cả chúng sinh? 8. Làm thế nào dẫn dắt tất cả chúng sinh hướng về Phật Đạo dũng mãnh tinh tấn? 9. Làm thế nào làm đạo sư thủ thắng nhất, chỉ đạo chánh pháp cho tất cả chúng sinh? 10. Làm thế nào mới làm đại đạo sư của trời người phổ khắp tất cả chúng sinh? Làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng đẳng ở trong tất cả chúng sinh? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi 10 vấn đề. Làm thế nào để có thể siêu thắng tôn quý? 1. Làm thế nào để được đệ nhất ở trong tất cả chúng sinh? Đệ nhất tức là Phật. Vì công đức viên mãn, tất cả chẳng thiếu khuyết, cho nên là đệ nhất. 2. Làm thế nào tu được lớn ở trong tất cả chúng sinh? Thể của Phật là lớn, tận hư không khắp pháp giới. 3. Làm thế nào để tu được thắng ở trong tất cả chúng sinh? Công đức của Phật là thù thắng, siêu hơn hết thảy mọi người. Tự lợi viên mãn là thắng, cũng có thể nói là đắc được thắng lợi. 4. Làm thế nào để được tối thắng ở trong tất cả chúng sinh? Cảnh giới của Phật là tối thắng nhất, chẳng có ai có thể sánh bằng. Lợi tha viên mãn là tối thắng. 5. Làm thế nào để tu được diệu ở trong tất cả chúng sinh? Đoạn sạch phiền não chướng là diệu, phiền não hay chướng ngại chứng niết bàn. 6. Làm thế nào để tu được cực diệu ở trong tất cả chúng sinh? Đoạn sạch sở chi chướng là cực diệu, sở chi hay chướng ngại chứng bồ đề. 7. Làm thế nào để tu được thượng ở trong tất cả chúng sinh, tức là cao thượng, chẳng còn ai trên hơn mình. 8. Làm thế nào để tu được vô thượng ở trong tất cả chúng sinh, chẳng có ai cao thượng hơn bạn. 9. Làm thế nào để tu được vô đẳng ở trong tất cả chúng sinh, chẳng có ai so sánh với bạn, đồng với bạn. 10. Làm thế nào để tu được vô đẳng đẳng ở trong tất cả chúng sinh, chẳng những một người không thể sánh với bạn, mà dù hết thảy mọi người cũng đều không thể sánh với bạn. Đến được trình độ này thì viên thành quả vị Phật. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nói với Bồ Tát Trí Thủ rằng: Lành thay Phật tử, này ông, vì muốn được nhiều lợi ích, nhiều sự an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc trời người, nên hỏi nghĩa này. Lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Trí Thủ đã hỏi, bèn nói: Lành thay Phật tử, hiện tại ngài muốn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích an lạc. Ngài rất từ bi, thương xót tất cả chúng sinh thế gian, lợi lạc người trên trời và người ở nhân gian. Ngài đại biểu cho đại chúng để hỏi những nghĩa lý này. Phật tử, nếu các Bồ Tát khéo dụng tâm thì sẽ hoạch được tất cả công đức thủ thắng vi diệu, nơi các Phật Pháp tâm chẳng chướng ngại, trụ ở đạo của chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai, tùy thuận chúng sinh mà trụ, luôn luôn không xa lìa. Như các Pháp thuật tướng thầy đều thông đạt, đoạn trừ tất cả điều ác, đầy đủ các điều lành, sẽ giống như sắc tượng bậc nhất của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả hạnh nguyện đều được đầy đủ, nơi tất cả Pháp thầy đều tự tại mà làm đạo sư thứ hai của chúng sinh. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng Phật tử, nếu tất cả Bồ Tát khéo léo vận dụng tâm phát nguyện rộng lớn, thì sẽ hoạch được tất cả công đức thủ thắng vi diệu. Đối với hết thảy Pháp của chư Phật, trong tâm chẳng có chướng ngại, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Trụ ở thượng đạo chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại tu, thường tùy thuận tất cả chúng sinh mà trụ, thường chẳng xa lìa tất cả chúng sinh, giống như đạo lý, các pháp thuật tướng hoàn toàn thấu hiểu, mà thông đạt, minh bạch tất cả Phật Pháp, thì y pháp tu hành thì đoạn tuyệt tất cả các điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, tu hành như thế nào, do đó tâm bình thường là đạo. Mỗi cử chỉ hành động lời nói đều phải hòa bình, đừng sinh phiền não, phải phát tâm bồ đề, phải có tâm lâu dài, như vậy thì sẽ thành tựu. Do đó, phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Nếu chuyển được phiền não thì là bồ đề,
Bất cứ là người xuất gia hoặc tại gia, khi tu hành thì phải nhận thức cảnh giới mới nhẫn nại được. Cảnh giới thuận cũng đừng sinh tâm hoan hỷ, cảnh giới nghịch cũng đừng sinh tâm phiền não. Như thế thì phiền não sẽ biến thành bồ đề, sinh tử tức niết bàn, cũng là đạo lý như thế. Chấp trước tức là sinh tử, chẳng chấp trước tức là niết bàn. Sinh tử thì khổ, niết bàn thì vui. Đạo lý này ai ai cũng biết, song chẳng ai tu hành. Chẳng tu hành thì làm sao được lìa khổ được vui? Biết bờ này là khổ, bờ kia là vui, song chẳng mượn pháp qua sông phiền não. Chỉ đứng bờ bên này mà nhìn bờ bên kia, như thế thì một chút lợi ích cũng chẳng có. Phải cước đạp thật địa mà tu hành, ngồi thuyền pháp bảo bình an đến bờ niết bàn, hưởng thụ sự thanh lương của thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát ban đầu phát tâm thì sẽ giống như sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền. Sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là bậc nhất. Hết thầy tất cả hạnh nguyện đều đắc được đầy đủ viên mãn. Ở trong tất cả pháp thầy đều tự tại, tức cũng là tại tâm như ý, muốn gì được nấy, làm đại đạo sư thứ hai của chúng sinh. Phật tử dụng tâm như thế nào để đắc được tất cả công đức thù thắng vi diệu? Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng: Phật tử, muốn biết dụng tâm như thế nào để hoạch được tất cả công đức thù thắng vi diệu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sợ rằng đại chúng trong pháp hội chẳng chú ý nghe, cho nên lại gọi một tiếng: Các vị Phật tử, xin các vị hãy tụ tinh hội thần để lắng nghe, không thể ngủ gục. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đừng để trôi qua lãng phí. Ở dưới đây một bài nguyện bốn câu. Tại gia có 11 nguyện, xuất gia thọ giới có 15 nguyện, khi ngồi thiền có 7 nguyện, khi đi đường có 7 nguyện, khi tắm rửa có 7 nguyện, khi khất thực hành đạo có 55 nguyện, khi đến thành khất thực có 22 nguyện, khi trở về tắm rửa có 5 nguyện, khi tập tụng toàn thể có 10 nguyện, khi ngủ có 3 nguyện, tổng cộng có 141 nguyện. Đây là nguyện người xuất gia phải phát, cũng là giới luật phải giữ. Bồ Tát tại nhà xin nguyện chúng sinh biết nhà tánh không khỏi bị bức bách. Bồ Tát tại nhà nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều thấu rõ tánh của nhà ở vốn là không. Nếu hay quán tưởng như thế thì chẳng bị nhà bức bách, tất cả cứu kính đều là không. Minh bạch đạo lý này thì chẳng sinh phiền não, cũng chẳng vướng vào hàng ngày bận rộn vì danh lợi bôn ba. Hiếu thuận cha mẹ, xin nguyện chúng sinh cúng dường đến Phật hộ dưỡng tất cả. Bồ Tát tại gia khi hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh cúng dường đến Phật, cha mẹ như Phật sống, hộ dưỡng cha mẹ giống như cúng dường chư Phật. Vợ con hội họp, xin nguyện chúng sinh oán thân bình đẳng, vĩnh lìa tham trước. Bồ Tát tại gia khi hội họp với vợ con thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh oán thân đều bình đẳng, đối đãi người thù như người thân, lấy đức báo oán, như thế thì hòa bình với nhau, vĩnh viễn lìa khỏi tham dục, chẳng có chấp trước. Nếu được năm dục, xin nguyện chúng sinh dứt trừ tên dục, rốt ráo an ổn. Bồ Tát tại gia, nếu như được năm dục, tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dứt trừ mũi tên năm dục, đắc được khoái lạc, rốt ráo an ổn. Cổ đức nói, tài sắc danh thực thủy, địa ngục ngũ điều căn. Người tham tài, người tham sắc, người tham ngủ đều sẽ đi vào địa ngục. Nếu chẳng muốn đi vào địa ngục thì phải dùng kiếm trí huệ chặt đứt gốc năm dục. Đây là biện pháp cứu kính nhất. Tụ họp ca nhạc, xin nguyện chúng sinh lấy pháp làm vui, biết nhạc chẳng thật. Bồ Tát tại gia nếu đến chỗ tụ hội ca hát nhảy múa hoặc chỗ diễn tấu âm nhạc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dùng Phật Pháp để làm vui. Mỗi ngày lạy Phật tụng kinh mới là khoái lạc chân chánh. Phải biết sự ca hát nhảy múa là khoái lạc tạm thời, chẳng thật tại. Nếu ở Hoàng Cung, xin nguyện chúng sinh vào nơi thánh điện, vĩnh trừ uế dục. Bồ Tát tại gia, nếu như ở trong cung điện của vua hoặc ở nhà bình dân, thì nên nguyện, xin nguyện chúng sinh đều nhập vào chỗ thánh nhân ở, vĩnh viễn trừ khử tư tưởng và tâm dục chẳng tránh đáng. Khi đeo anh lạc, xin nguyện chúng sinh bỏ các đồ giả đến nơi chân thật. Bồ Tát tại gia, khi đeo anh lạc, chuỗi đeo làm bằng bảy báu thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả đồ nữ trang giả chẳng thật mà đến nơi chân thật.
đi lên lầu cát, xin nguyện chúng sinh lên lầu chánh pháp thấu triệt tất cả. Bồ Tát đại gia khi đi lên lầu cát thì nên phát nguyện, xin nguyện chúng sinh lên lầu cát chánh pháp thấu triệt tất cả chánh pháp, tức cũng là Phật pháp. Nếu có bố thí, xin nguyện chúng sinh xả được tất cả tâm chẳng tham chấp. Bồ Tát đại gia, nếu như khi có sự bố thí thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tất cả đều xả được, không thể xả cũng phải xả, hay bố thí như thế thì trong tâm chẳng tham ái và chấp trước. Tụ tập chúng hội, xin nguyện chúng sinh xả các pháp tụ thành nhất thiết trí. Bồ Tát đại gia, khi đại chúng tụ lại một chỗ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả pháp tụ tập, chẳng chấp trước nơi pháp thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nếu tại hiểm nạn, xin nguyện chúng sinh tùy ý tự tại sở thành vô ngại. Bồ Tát đại gia, nếu lúc gặp hiểm nạn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tại tâm như ý được đại tự tại, chẳng có tai nạn, làm gì cũng đều chẳng có chướng ngại. Vì mình gặp nạn cho nên nguyện chúng sinh đừng có hiểm nạn, đấy tức là phát tâm Bồ Đề. 21 nguyện ở trên là Bồ Tát đại gia phát nguyện vì lợi ích tất cả chúng sinh mà phát nguyện, đấy tức là đại bi tâm, phải có tư tưởng thương trời xót người. Người xuất gia càng phải có tâm thương xót, do đó có câu từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Khi bỏ tục gia, xin nguyện chúng sinh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Khi bỏ nhà thế tục tu hành thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xuất gia chẳng có chướng ngại gì hết, tâm chẳng quái ngại mà được giải thoát sợi dây thừng năm dục trói buộc, liền đắc được tự do tự tại, vô câu vô thúc, chẳng sầu chẳng lo. Xuất gia có ba ý nghĩa: một, xuất nhà thế tục, tức là chặt đứt tình ái nương tựa cửa Phật; hai, xuất nhà lão bối, tức là chứng đạo vô lậu, chẳng thọ luân hồi; ba, xuất nhà phiền não, tức là đoạn sanh các hoặc trong tâm thanh tịnh. Xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải một số người làm được, phải có tinh thần hy sinh tiểu ngã để thành tựu đại ngã. Vào tăng giả lam, xin nguyện chúng sinh diễn nói các pháp, không tranh luận pháp. Đến chỗ xuất gia tu đạo thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh hay diễn nói đủ thứ Phật pháp, chẳng nói pháp bất chánh, chẳng có tranh luận pháp. Do đó tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo, sinh ra tâm bốn tướng, làm sao được tam muội. Đây là vô tránh tam muội nói ở trong kinh Kim Cang. Đến thầy lớn nhỏ, xin nguyện chúng sinh khéo phụng sư trưởng, tập tu pháp lành. Nếu đến chỗ thầy lớn ở hoặc chỗ thầy nhỏ ở thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh khéo phụng sự sư trưởng, khuyên tu tập tất cả pháp lành, chẳng tu tất cả pháp ác, phải nghe thiện tri thức dạy bảo, chẳng nghe ác tri thức chỉ dạy. Cầu xin xuất gia, xin nguyện chúng sinh được pháp bất thối, tâm chẳng chướng ngại. Khi phát tâm xuất gia thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp chẳng thối chuyển, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên trong tâm chẳng có chướng ngại. Nghĩ muốn xuất gia phải thỉnh cầu minh nhãn thiện tri thức để chỉ bày đường tránh, bằng không thì tu đùi luyện mù thì chung chẳng đắc được lợi ích mà còn dễ lầm vào đường tà. Hãy cẩn thận. Do đó có câu: một khi sảy chân ngàn năm ân hận, quay đầu lại đã trăm ngàn năm. Cởi bỏ tục y, xin nguyện chúng sinh sinh tu căn lành, xả các tội phạm. Khi cởi bỏ y phục thế tục thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh sinh tu giới định huệ, phải tẩy bồi căn lành, xả bỏ đi tất cả tội phạm chướng ngại sự tu đạo. Cạo bỏ râu tóc, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa phiền não, cứu kính tịch diệt. Khi thế phát cạo đầu thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não, tương lai đắc được an vui cứu kính tịch diệt, tức cũng là bốn nước niết bàn thường lạc ngã tịnh. Đắp y cà sa, xin nguyện chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, đồ đạo đại tiên. Khi khoác y cà sa lên thì nên nguyện chúng sinh, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm chẳng có ô nhiễm, tất cả đều thanh tịnh, đầy đủ chánh đạo đại tiên Phật. Y cà sa là y nhuộm sắc, là y ruộng phước người xuất gia mặc, gồm có ba y, là y năm điều, y bảy điều và y 25 điều. Y năm điều là y mặc hàng ngày để làm việc, y bảy điều là y tụi họp nghe kinh sáng tối lên khóa lễ, y 25 điều là khi giảng kinh thuyết pháp truyền giới mới mặc.
xuất ra rồi chỉ có ba y, một bình bát, một tọa cụ, thường chẳng lìa thân. Đây tức là giữ giới. Người xuất gia gọi là truy y, người tại gia gọi là bạch y. Y của người xuất gia mặc đều phải nhuộm màu, còn y của người tại gia mặc không cần nhuộm màu, đa số là màu trắng, cho nên gọi là bạch y. Khi vừa xuất gia, xin nguyện chúng sinh cùng Phật xuất gia cứu hộ tất cả. Khi chân chánh xuất gia thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đồng xuất gia với Phật, cứu hộ tất cả chúng sinh. Về nương tựa Phật, xin nguyện chúng sinh rạng rỡ giống Phật, phát tâm vô thượng. Khi về nương mười phương ba đời tất cả chư Phật, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh khiến cho giống Phật chẳng dứt tuyệt, tức cũng là thể giải đại đạo phát tâm vô thượng. Về nương tựa Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Khi quy y tất cả tôn Pháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vào sâu tạng kinh đắc được trí huệ thâm sâu như biển cả. Về nương tựa tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại. Khi quy y tất cả hiền thánh tăng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xuất lãnh tất cả đại chúng tu hành tất cả pháp chẳng có chướng ngại. Tam quy y là tuyên thệ bước đầu của Phật giáo đồ vào cửa Phật, là nghi thức rất quan trọng. Câu thứ nhất của chú Đại Bi là Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia, dịch là quy y mười phương thường trụ Tam Bảo. Câu đầu tiên trong chú Lăng Nghiêm là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Giả Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa, dịch là quy y mười phương vô tận thường trụ Tam Bảo. Lúc này mười phương chư Phật đều đến hộ niệm bạn, có 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bạn hai bên để hộ trì bạn. Do đó người tại gia hoặc xuất gia phải luôn giữ tam quy y, cung kính giới luật. Khi thọ học giới, xin nguyện chúng sinh khéo học giới luật, không làm điều ác. Khi thọ học giới thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh khéo học tập giới luật. Giới là phòng ác ngừa trái, ngừa ác phòng trái, không làm tất cả điều ác mà làm tất cả điều lành. Phải minh bạch giới pháp, giới thể, giới tướng, giới hạnh, thâm nhập pháp môn giới luật, thấu rõ ý nghĩa của giới. Giới là phòng ngừa tội lỗi của thân tâm, cho nên xa gì thọ người giới. Tỳ kheo thọ 250 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới, và còn có Bồ Tát giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, còn có 53 tiểu chú. Thọ A Xà Lê, xin nguyện chúng sinh đầy đủ oai nghi, làm điều chân thật. Khi thọ A Xà Lê dằn dạy thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh y nguyện khởi hành phải đầy đủ 3.000 oai nghi, 8.000 thế hạnh, bất cứ làm gì đều phải chân thật, không hư ngụy, bằng không thì phạm giới. Tỳ kheo xuất gia phải đầy đủ oai nghi, khiến cho người thấy mà sinh niềm tin. Oai nghi của người xuất gia đại biểu sự trang nghiêm của Phật giáo. Không những người xuất gia phải có oai nghi, mà người tại gia cũng phải có oai nghi. Vì người cư sĩ là ngoại hộ của Phật giáo, cư sĩ phải có oai nghi tốt, hành vi tốt, lời nói hành động đều làm gương cho mọi người. Người không tin Phật thấy bạn lời nói trung tín, đi đứng chỉnh tề, thì thọ ảnh hưởng của bạn mà tin Phật. Cho nên oai nghi là sự tu trì rất quan trọng. Thọ Hòa Thượng dạy, xin nguyện chúng sinh vào trí vô sinh, đến chỗ không nương. Khi Thọ Hòa Thượng giảng dạy thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ vô sinh, đạt đến chỗ vô y, tức là cường bất tứ, tinh tấn lại tinh tấn, chẳng tạo tất cả ác nghiệp, chẳng sinh tâm ỷ lại. Đừng có cho rằng quy y Tam Bảo rồi thì chẳng còn đọa vào ba đường ác nữa. Hòa Thượng nghĩa là hòa là lục hòa, thượng là cao thượng, thành cao nhân phẩm, nhân cách viên mãn, cho nên gọi là Hòa Thượng, biểu thị sự tôn kính. Trước kia ở trong Đại Tùng Lâm, chỉ có phương trượng, trụ trì mới có thể gọi là Đại Hòa Thượng. Về già gọi là Lão Hòa Thượng, một số người xuất gia gọi là Pháp Sư. Lục Hòa tức là một thân hòa đồng trụ, hai khẩu hòa vô tranh, ba ý hòa đồng duyệt, bốn giới hòa đồng tu, năm kiến hòa đồng giải, 6. Lợi hòa đồng quân. Người xuất gia là một đoàn thể sinh hoạt, mọi người tụ lại một chỗ đều có nhân duyên, cho nên phải hòa mục tương xứ, đừng sinh thị phi, cùng nhau nhường nhịn.
thì có trợ giúp rất lớn cho đạo nghiệp. Nên nhớ không thể sinh tâm đố kỵ, chướng ngại người khác tu đạo. Có tư tưởng như thế thì sẽ đọa địa ngục, chẳng có tơ hào nghi vấn gì. Thọ giới cụ túc, xin nguyện chúng sinh đủ các phương tiện được pháp tối thắng. Khi thọ giới cụ túc thì hãy phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả pháp phương tiện đắc được pháp thủ thắng nhất. Pháp phương tiện tức là vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng xả bỏ sinh tử, thường du hí ở trong chúng sinh mà chẳng bị nhiễm ô, tức cũng là từ bi hộ niệm tất cả chúng sinh, khéo giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó, phương tiện có nhiều cửa, về nguồn chẳng hai nẻo. Bất cứ tu hành pháp môn nào, khi công đức viên mãn đều có thể thành Phật. Ở trên là 15 nguyện, là phát nguyện khi xuất gia. Người xuất gia nhìn thủng pháp thế gian là khổ, không vô thường, vô ngã, hư vọng chẳng thật. Chỉ có pháp xuất thế là thường lạc ngã tịnh, mới là chân thật không hư. Nếu vào giảng đường, xin nguyện chúng sinh lên đường vô thượng, an trụ bất động. Nếu như vào giảng đường hoặc phòng ốc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thăng lên pháp đường vô thượng, tức là đắc được vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. An trụ như như bất động, liễu liễu thường minh. Như như bất động là đốn, liễu liễu thường minh là huệ. Phải an trụ trong cảnh giới đốn huệ viên minh. Nếu bày giường tòa, xin nguyện chúng sinh mở bảy pháp lành, thấy tướng chân thật. Nếu như bố trí sắp đặt giường hoặc tòa thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh mở bảy pháp lành, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được tướng chân thật, tức cũng là thật tướng. Đừng chấp trước tướng, tướng từ tâm vọng sinh ra, chẳng chấp thì không, cho nên là thật tướng. Lại có thể nói chẳng có bốn tướng, hai chấp là thật tướng. Thân ngồi ngay thẳng, xin nguyện chúng sinh ngồi tòa bồ đề, tâm chẳng chấp trước. Khi ngồi thiền ngay thẳng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ngồi nơi tòa giác ngộ, trong tâm chẳng có chấp trước tất cả cảnh giới. Khi ngồi thiền phải ngồi thẳng ngay ngắn, do đó ngồi như trung, ngồi vững như đại hồng trung, chẳng ngã về trước, chẳng ngã về sau, như như bất động. Mắt quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm, vọng tưởng không sinh, thì trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu có cảnh giới hiện tiền, thì bất cứ là cảnh giới thiện hoặc cảnh giới ác đều đừng động tâm. Do đó, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, thậm chí Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Đây tức là biểu hiện không động tâm, tu đạo tức là tu định lực. Chẳng vì cảnh giới làm lai chuyển mà chuyển được cảnh giới, tức cũng là cảnh giới không tốt chuyển thành cảnh giới tốt. Làm thế nào chuyển thành tốt được? Phải phát nguyện, vì pháp giới chúng sinh mà phát nguyện, xin nguyện cho họ phát bồ đề tâm tu đạo vô thượng, sớm chứng Phật quả. Tại sao hay hiện cảnh giới thiện? Vì thuở xưa sinh niệm thiện, nếu sinh niệm ác thì đời này sẽ hiện cảnh giới ác. Cho nên người tu hành ngàn vạn đừng khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng gì thì sẽ hiện cảnh giới đó. Do đó, một niệm không sinh thì toàn thể đại dụng, Phật tánh vốn có đều hiện tiền. Một niệm không sinh thì vọng tưởng gì cũng chẳng có. Đại sư Vĩnh Gia có nói, quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, cầu bất chân.